Cái 3R93. 3R93 thì được thiết kế khá là lớn. Đây cũng là một cái khớp cửa hoàn toàn. Cái khớp cửa này ấy, nó có hai chế độ an toàn. Chế độ an toàn thứ nhất nghĩa là khóa gối, nghĩa là khóa cứng gối. Với một cái khi nào mình muốn, nhưng đối với những cái bệnh nhân mà khá là yếu, người ta có thể sử dụng cái khớp gối này nghĩa là khóa cứng trong một vài cái trường hợp, ví dụ như là đi những cái địa hình gồ ghề, khóa cứng, hoặc là người ta mở khóa ra, thì khi mở khóa ra thì cái cơ cấu phanh trọng lực nó sẽ hỗ trợ cho người ta đi cũng an toàn hơn. Thế cho nên là cái này có hai chế độ, một là khóa cứng gối để đi. Đối với những cái này rất là phù hợp với những người lớn tuổi hoặc là những người mà mỏng cụt quá ngắn, người ta chưa tự tin lắm vào bước đi thì cái này nó khá là phù hợp. Thế lúc nào mà không tự tin lắm, người ta có thể khóa cứng gối lại, hoặc là lúc nào người ta treo cái gối lên thì cái gối vẫn có thể chuyển động, và chuyển động ở trong trạng thái an toàn thứ hai là cái trạng thái mà có phanh trọng lực. Khi mà mình cảm thấy mình có cái hiện tượng khuỵu ngã, thế thì dồn trọng lượng lên là cái trọng lực nó làm cho cái phanh này nó sẽ bó chặt thì sẽ không bị gấp gối nữa. Ngoài ra thì cũng có thể cái này tức là cái trợ duỗi khá là đẹp, đúng không ạ? Thiết kế khá là đẹp, mình có thể điều chỉnh cái lò xo để cho cái trợ duỗi mạnh hơn. Thiết kế này có thể trọng lượng lên tới 125 kg. Cái này khá được ưa chuộng ở các nước phương Tây, với những cái người mà có cái hình cổ lớn. Sử dụng ống 34 các bạn. Trong một bộ thì mua khớp thì nó đã bao gồm luôn cả cái ống, và cái ống này là ống lớn nên là sẽ dùng cho những người có cân nặng lớn. Đó. Là lúc mà xuống cầu thang dịch cái này hả? Lúc nào mà mình đi cái địa hình không bằng phẳng, mình có thể mở khóa đây. Đó. Còn khi này đóng cứng rồi thì phải mở khóa này ra, kéo khóa này lên thì cái gấp vốn mới có thể gấp được. Trong quá trình gia công thì người ta có thể dùng cái này, người ta gắn vào socket, cái khóa sẽ được treo lại, ví dụ như là đặt trên cái nấc treo thì cái khớp gối sẽ chuyển động tự do, nhưng còn nếu mà treo khóa thì khớp gối sẽ được tròn cứng. Ok, một cái ống pin đầy không? Mấy cái khớp to này cũng được đi cùng với cái ống.